Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay có một số bạn nhắn tin cho mình là nhờ mình review những cái dòng cá đang hot hiện tại. Nhưng khổ nỗi là mình không có những cái dòng cá hot đó để quay và review cho các bạn. Và mình phải dành ra một ngày để đi xin clip các anh em mà sở hữu những con cá đó. Và như các bạn thấy trên màn hình đó là những con cá mà mình xin clip đó các bạn, chứ không phải là cá của mình nha. Như cái tên tiêu đề mình ghi là những dòng cá hot, thì các bạn cũng đã biết những dòng cá mà hot thì nó không bao giờ là rẻ. Và bản thân mình tuy là làm YouTube nhưng mà mình cũng chỉ là người chơi vui thôi, và không có khả năng tậu những cái bé này đâu nha các bạn. Và mình cũng muốn bật mí cho các bạn biết những cặp cá này có giá trị trung bình từ 3 triệu trở lên. Và bây giờ mình sẽ đọc tên đầy đủ cái bé này cho các bạn biết. Thì nếu như có đọc sai thì các bạn cũng bỏ qua, tại vì cái dòng này thì mình không có chơi. Với lại dòng koi thì nó rất là nhiều tên gọi và sẽ dẫn đến nhầm lẫn. Đó là Abino Koi Red Sea Thu, fin si, tai bơi bớm. Và đặc biệt là fin của nó rất là dày nha các bạn, và fin đỏ luôn, cho nên giá trị của nó cực kỳ là cao. Đọc như vậy mà còn thiếu cái chữ ri bông á các bạn. Và những con cá này sọt hay không sọt là do các bạn nhận xét. Có nhiều người nói sọt, có nhiều người nói SBS. SBS có nghĩa là super sọt các bạn, cực kỳ ngắn luôn. Và sọt thì nó là dạng trung bình giữa mình dài và mình ngắn. Còn đây là những con Luto Bass Sea Thu. Thì như các bạn thấy, con này nó không có ghi bông, không có fin si, không có sắc fin luôn. Nhiều bạn chọc là cá lồng tông đó các bạn, nhưng mà nó được sở hữu Sea Thu. Thì như mình đã nói, Sea Thu là những cái dòng nó đang hot nhất hiện tại. Bởi thế tuy những con máy thì nó không đẹp nhưng mà giá trị của nó cũng không có rẻ đâu các bạn. Hôm bữa mình có hỏi ảnh thì ảnh nói đang dư bầy máy và đang muốn bát để cho anh em với giá khoảng 70.000 đồng một con. Và mình cũng định mua những con máy này về ép thử với cái thằng coi ghét Louis của mình, không biết nó sẽ ra cái gì. Tại vì cái thằng coi ghét Louis nó bản chất nó đã mắt đỏ, và những con này mắt đỏ thì mình nghĩ nó sẽ hợp với nhau. Con bé này mình nghĩ tên gọi của nó là Will Sọt Sea Thu Ghi Bông. Bây giờ đọc tên mấy bé này mình rất là sợ các bạn, vì coi nó rất là nhiều dòng Will nè, đen rồi đỏ tùm lum hết. Mà nếu mà các bạn đọc sai một cái là sẽ ăn gạch đá mà xây được nhà cao tầng luôn á. Will thì nó thường có thịt trắng và mắt đen cho nên rất là dễ nhận biết. Còn đây là thằng coi đen sọt Sea Thu Ghi Bông và có tay bơi bớm sắc fin nữa. Thì cái này do các bạn nhìn nhận thôi. Bây giờ nếu mà mình nói là sắc fin thì nhiều bạn nói không phải, mắc công cãi lộn nữa các bạn. Thì ở đây mình nói luôn, sắc fin nó là kiểu như vây cá mập đó các bạn. Nó không phải là fin si mà nó có cái dạng móc móc lên một xíu. Thì đầu tiên mình so sánh những cái con Sea Thu này với những con không Sea Thu. Thì thật ra mình thấy những con không Sea Thu nó nhìn top view nó đẹp hơn các bạn. Và nãy giờ các bạn đã được ngắm những cái dòng Sea Thu thì các bạn cũng đã thấy những cái con Sea Thu cái màu của nó cảm giác là nó lợt hơn so với những cái con không Sea Thu. Cho nên khi ta nhìn top view thì cái màu sắc của nó không có rõ nét bằng. Nhưng giá của nó cao là do nó mới và lạ. Cũng giống như cái thằng iPhone 12 khi nó ra mắt tạo nên cái sự mới lạ và kích thích mình đi mua. Càng được nhiều người mua thì giá trị của nó càng mắc, đồng nghĩa với những cái dòng máy trước nó sẽ rẻ. Thì đối với con cá bảy màu nó cũng vậy thôi các bạn, những dòng mới thì mắc, và sau thời gian thì những dòng mới khác tiếp tục ra và nó cũng sẽ trở thành dòng cũ. Và lúc đó giá trị của nó sẽ về đúng như cái bản chất của nó. Nhưng mà một đặc điểm mình cực kỳ thích ở cái dòng cá bảy màu Sea Thu, đó là có thể nhìn xuyên vào nội tạng bên trong của nó. Bởi thế khi nó mang bầu thì các bạn không cần phải xem quá kỹ mà vẫn có thể nhận biết được cá đã mang bầu hay là ôm trứng. Lúc đó sẽ rất là thuận lợi cho các bạn đem cá đi tách riêng và chờ đẻ. Ngoài coi ra thì theo mình biết trên thị trường còn có các dòng khác như là Luto Bass Sea Thu và Gon Sea Thu. Đối với mình, những cái bạn nào mà chơi cá được 1-2 năm chuyên nghiệp rồi thì có thể tha hồ chơi dòng cá này. Còn những bạn nào mà mới chơi thì theo mình là các bạn không nên chơi. Mà các bạn hãy trau dồi cái kinh nghiệm nuôi cá của mình cho nó lên tay rồi các bạn mới bắt đầu nhúng tay vào những cái dòng cá mắc tiền. Không biết ở đây có bạn nào nghe câu rất là hay ha, cứ theo đuổi đam mê đi, rồi nợ nần sẽ đuổi theo bạn. Tuy là câu nói vui nhưng phải có lý do gì đó người ta mới nói ra cái câu này. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt và chúc các bạn nuôi cá thành công nhé.